Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Võ hiệp video. Bắt đầu kiểm kê 10 đại tu tiên võ học, Lý Huyền xuyên qua tống vũ thế giới, thu được thần cấp video cắt nối biên tập hệ thống. Video clip được phát hành và được thưởng. Lần đầu tiên Lý Huyền cắt nối biên tập video kiểm kê võ hiệp thập đại tu tiên võ học. Video công bố, cả thế giới chấn động. Trương Tam Phong. Loại võ công này, dĩ nhiên thoát ly võ học phạm trù, đây mới là ta theo đuổi cảnh giới, tiêu phong. Nhị đề Bắc minh thần công cực hạn có thể hấp thụ thiên địa linh khí, uổng phí, hắn vậy mà mỗi ngày đuổi theo vương cô nương mong chạy hùng bá. Đậu má. Kiếm thánh đang tu tiên, mau hủy bỏ quyết đấu với kiếm thánh. Quách tỉnh. Kim Luân Pháp Vương dĩ nhiên mới đem Long tượng bát nhã công tu luyện tầng thứ 9, liền có thể so với ngũ tuyệt cao thủ, phải nhanh chóng diệt trừ thạch chi hiên tiêu giao phái. Các ngươi đổi tên thành tu tiên phái được không? Kế tiếp, Lý Huyền liên tiếp ném ra điểm nhấn chấn động thế giới võ hiệp. Trần nhà thập đại chiến lực võ hiệp, thập đại bi tình nhân vật võ hiệp, thập đại bi tình nhân vật võ hiệp. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Video biên tập, kiểm kê thế giới võ hiệp thập đại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Video cắt nối biên tập, kiểm kê thế giới võ hiệp 10 đại tu tiên công pháp cửu châu thế giới, Hoàng Triều sang sát. Đại tần Hoàng Triều Hoàng Triều Đại Đường Hoàng Triều Đại Minh Nam Bắc Lưỡng Tống, Nguyên Minh Thanh Ngoài cửu châu, có hải ngoại tiên đảo, còn có Tây Vực Chi Địa, Đại Mạc Thảo Nguyên, Phù Tan Cao Cú Lệ các tiểu quốc. Giữa núi non trùng điệp, còn có đại phái thế gia môn phiệt các thế lực trắc rối phức tạp. Toàn bộ thế giới rộng lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng. Từ trước đến nay, đều có hùng chủ bất thế vọng tưởng nhất thống, nhưng mà cho đến hôm nay, Cửu Châu phân phân hợp hợp, vẫn bị vây trong trạng thái phân liệt. Mấy đại hoàng triều vô số tiểu quốc, thường thường nhất lên chiến loạn lẫn nhau công phạt, đao binh nổi lên bốn phía. Trên giang hồ, quần hùng các cứ, ai cũng không phục ai. Kể từ đó, cửu châu thế giới vẫn dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất. Cảnh nội đại lý, dưới chân núi vô lượng, Lý Huyền phấn chấn nghe thanh âm bên tai truyền đến. Chúc mừng ký chủ trói định thần kỹ video các nối biên tập hệ thống, ký chủ chỉ cần các nối biên tập video tuyên bố gây nên oanh động. Hệ thống đem căn cứ video dẫn phát oanh động khen thưởng ký chủ giá trị bất đồng vật, bản hệ thống thao tác đơn giản, ký chủ chỉ cần ở trong đầu cấu tứ, hệ thống liền có thể lấy ra ký chủ sở cấu tứ tràn cảnh phối lấy phụ đề, mà cùng thế giới này tình huống chân thật tiến hành phù hợp, xuyên việc giả tất kích hoạt ngón tay vàng, xuyên việc giả định. Luật thành không lấn ta. Mặt ly hi đỏ bừng vì phấn khích. Hắn là cái xuyên việc giả, đi tới thế giới này sau khi, nghe nói nơi này có ngũ tuyệt cao thủ, đại hiệp quách tỉnh, võ đang tam phong, tà vương thạch chi hiên các loại nhân vật về sau, hắn liền biết mình đi tới một cái dạng gì thế giới. Cũng bởi vậy, hắn một đường hỏi thăm, vội vã chạy tới cảnh nội đại lý, muốn cắt đứt cơ duyên của hồ đoạn dự. Nơi nào muốn đi tới vô lượng sơn hạ, mới biết được đoàn dự sớm đã đạt được bắc minh thần công. Đang lúc mất mát, hệ thống này xuất hiện, có thể nói là làm cho Lý Huyền mừng như điên không thôi. Thần cấp video cắt nối biên tập hệ thống. Lý Hi suy nghĩ một chút, kiếp trước với tư cách là một fan hâm mộ văn học mạng, anh ta nhanh chóng chấp nhận và hiểu tất cả về hệ thống chỉnh sửa video cấp độ thần thánh. Hơn nữa các nối biên tập video là hắn am hiểu nhất. Kiếp trước, hắn chính là nào đó video ngắn nền tảng trăm vạn fan chủ blog. Đối với video ngắn này một khối, nên như thế nào mới có thể hấp dẫn ánh mắt, hắn quá hiểu rõ. Húng chi, hắn kiếp trước video ngắn trăm vạn fan ủy bộ thân phận, chính là dựa vào kiểm kê thế giới võ hiệp đồ vật có được mà hiện tại đến thật đi tới thế giới võ hiệp, đem những thứ này kiểm kê lấy ra, nhất định phải oanh động thế giới này. Đó là một thế giới tổng võ, làm vài video kiểm kê, còn không dọa nhân vật võ hiệp của thế giới này sửng sốt. Li Hiun rất mong chờ vẻ mặt trận mắt há hốc mồm của những nhân vật quen thuộc ở kiếp trước. Mà kiểm kê, Lý Huyền trong nháy mắt liền nghĩ tới một chuỗi tiêu đề hấp dẫn ánh mắt người xem. Rất nhanh, Lý Huyền liền quyết định làm ra tác phẩm sáng tác video ngắn chưa hoàn thành trước đó của mình. Kiểm kê thế giới võ hiệp thập, phòng hài hòa, đại tu tiên võ học. Trong núi rừng, dưới bóng cây, không còn ánh mặt trời nóng rực, cảm giác mát mẻ nhẹ nhẹ kéo tới. Lý Huyền đã quên mất không có cơ duyên đoạn hồ đoạn dự không vui. Tìm một chỗ ẩn nấp ngồi xuống, hắn bắt đầu sáng tác video đầu tiên của mình. Hắn vốn cũng đã có dự định xấu nhất, nếu không thể chặn hồ đoàn dự liền đi cổ mộ phái dưới chân núi trung nam trọng học cửu âm chân kinh vương trùng dương lưu lại nhưng lúc này li hi Uân hoàn toàn không có tâm trạng đó kiểm kê cửu châu thế giới 10, phòng hòa hợp đại tu tiên võ học video mở đầu lý huyền trước đem kiếp trước sáng tác video tiêu đề sửa lại một chút phù hợp thế giới này tên ngay sau đó hắn suy tư một chút tiếp tục phối phụ đề thuyết minh võ đạo rộng lớn mênh mông như khói thần công tuyệt kỹ, tầng tầng lớp lớp nhưng mà trong đó lại có chút võ học vượt qua lẽ thường, người khác luyện võ hắn tu tiên, biến thái chỗ đột phá phía chân trời lần này video, đem kiểm kê cửu châu thế giới 10, phòng hài hòa, đại tu tiên võ học, ghi chú. Sắp xếp không phân cao thấp, đem bắt đầu phụ để thuyết minh phối hảo, Lý Huyền trong đầu không tự chủ được nhảy ra một cái võ công tên đi ra. Chính là mục đích chuyến đi này của hắn. Bắc Minh thần công Bắc Minh Thần Công Một trong những tuyệt học của tiêu giao phái, chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện. Nói là võ công, không bằng nói là công pháp tu tiên. Bởi vì Bắc Minh Thần Công tu luyện đến cực hạn về sau, đã không phải đơn giản hấp thụ người nội lực, mà là có thể bá đạo hấp thụ trong thiên địa trong truyền thuyết linh khí. Cùng lúc đó, thần cấp video các nối biên tập hệ thống, bắt đầu căn cứ lý huyền trong đầu các loại Bắc Minh Thần Công ký ức, tự động sinh ra các loại hình ảnh. PS. Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, vé tháng, phiếu đánh giá, khen thưởng, bình luận ủng hộ. Mọi người đều biết, sách mới ngày đầu số liệu phi thường trọng yếu, tác giả quân ở chỗ này quỳ cầu một đợt sống. Chương 2 Tu tiên võ học, doanh chính cơ hội Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2 Tu tiên võ học, thắng chính cơ hội cửu châu thế giới, mênh mông vô ngần, hoàn quyền đương đạo hoàng triều đế giả, đều vọng tưởng nhất thống thiên hạ, làm vạn cổ đệ nhất đế quân. Cho dù là giang hồ tuyệt đỉnh hảo thủ, cũng không dám cùng hoàng quyền anh phong. Hoàng cung đại tần Doanh chính mặt kim long bào, tay cầm thiên tử kiếm, khí phách một đời hoàng chủ hiển thị rõ ràng không thể nghi ngờ. Thế giới này cực kỳ quái dị. Nơi này tần hoàng doanh chính, cũng không nhất thống thiên hạ, chỉ là chiếm cứ cửu châu giàu có nhất một mảnh đất gia tăng treo giải thưởng ai có thể dâng lên trường sinh chi sách trừ trẫm ngôi vị hoàng đế hắn muốn bất cứ vật gì trẫm đều có thể thỏa mãn ánh mắt doanh chính sắc bén bộc lộ tài năng như dao găm cho dù tay cầm lưới triệu cao ở hoàng triều đại tần quyền khuynh triều giả cũng không dám đối diện thần lĩnh chỉ triệu cao chắp tay trong lòng run lên long uy trên người doanh chính làm cho hắn mỗi lần đều cực độ khó chịu mỗi lần gặp doanh chính, hắn đều giống như đang thử thăm dò bên bờ sinh tử. Sau một khắc, triệu cao thu liễm khó chịu trong lòng, lộ ra nụ cười lấy lòng. Bệ hạ, thân tự tiện làm chủ, dĩ nhiên mệnh la võng tử sĩ âm thầm tìm kiếm thiên hạ danh y, các loại kỳ nhân dị sĩ, để cho bọn họ tới giúp bệ hạ nghiên cứu chế tạo trường sinh bất lão đang dược. Doanh chính mặt không chút thay đổi, nói. Cậu làm rất khá. Tuy là khích lệ, nhưng trong giọng nói triệu cao không nghe được bất kỳ ngữ khí cao hứng nào điều này làm cho trong lòng triệu cao lại căng thẳng xem ra mình quả nhiên là tự tiện làm chủ rước lấy bệ hạ không vui lấy bệ hạ bá đạo ghét nhất chính là người khác vượt quá chức phận hả bỗng nhiên trong lòng triệu cao căng thẳng bởi vì hắn nhìn thấy doanh chính bỗng nhiên biến sắc chẳng lẽ có thích khách triệu cao xoay người theo ánh mắt doanh chính nhìn lại Đồng thời há miệng muốn hô lên lời bảo vệ bệ hạ. Ngay sau đó, cậu ngây ngốc tại chỗ, cũng thấy được sự vật khiến doanh chính biến sắc. Chỉ thấy phía chân trời bên ngoài hoàng cung, tử khí mênh mông cuồn cuộn ba vạn dặm, lại nương theo quang mang vạn trượng kim quang phóng xạ tuyệt thế chói mắt. Rất nhanh, tử khí liền bao trùm bầu trời hoàng cung đại tần, làm cho cả đại tần phủ thêm một tầng màu vàng tím. Tử khí đông lai, điềm lành dáng thế, đây là điềm báo đại hưng. Triệu Cao kịp phản ứng, lập tức vuốt mông ngựa lên người Doanh Chính. Hắn hưng phấn nói: Bệ hạ, chúng ta vừa mới thảo luận chuyện bệ hạ trường sinh bất lão, thì có điềm lành dáng thế, xem ra bệ hạ chắc chắn được như nguyện, vĩnh hưởng trường sinh, thậm chí nhất thống thiên hạ. Doanh Chính nghe vậy, trên mặt xuất hiện vui sướng khó nén. Hắn cũng cho rằng kỳ cảnh trước mắt là đang ứng nghiệm nguyện vọng của hắn. Tử khí đông lai, điềm lành giáng thế đây là dấu hiệu của thánh nhân trong truyền thuyết. Nếu hắn có thể thống nhất cửu châu, tất là cửu châu chí thánh. Tử khí bốc lên, cuồn cuộn như sóng lớn, nương theo vạn trượng kim quang lăng qua, rất nhanh liền phóng xạ toàn bộ phía chân trời cửu châu. Giờ khắc này, các nơi trên cửu châu, mỗi một góc, từ hoàng đế cho tới tiểu dân phố phường, đều đang ngẩng đầu nhìn lên kỳ cảnh phía chân trời, nhìn một màn cả đời khó quên này. Trời ạ, à, đây là thần tiên hạ phàm sao? Đêm lành giáng thế, đây là muốn xuất thiên hạ cộng chủ sao? Ai tới nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Cả cửu châu lúc này sôi trào lên, một số người mê tín thậm chí đã quỳ xuống đất dập đầu. Tử khí cùng kim quan phía chân trời tới nhanh, đi cũng nhanh. Một ít lão nhân đi đứng không tiện còn chưa có từ trong nhà đi ra, tử khí kim quan liền tiêu tán không còn, phản phất không có xuất hiện qua bình thường. Đợi đến khi tử khí cùng kim quang biến mất, chỉ thấy ở Cửu Châu trên bầu trời xuất hiện một khối thật lớn hình chiếu màn sáng, bị Cửu Long vần quanh. Trên màn sáng thật lớn, tất cả mọi người có thể nhìn thấy mấy chữ to như vậy. Kiểm kê Cửu Châu thế giới 10, phòng hòa hợp, đại tu tiên võ học, cái quái gì? Không phải điềm lành dáng thế sao? Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Có ý gì, kiểm kê Cửu Châu thế giới 10, phòng hài hòa, đại tu tiên võ học võ học thì võ học, tu tiên võ học là cái quỷ gì? Hẳn là chỉ phi thường ngưu bức võ học, siêu phàm thoát tục, thoát ly võ học phạm trù tuyệt thế thần công. Tuy rằng không phải điềm lạnh trong suy đoán gián thế, nhưng động tĩnh lúc trước đã hoàn toàn oanh động. Toàn bộ cửu châu địa vực rộng lớn, tất cả mọi người đang thảo luận cảnh tượng trước mắt. Kiểm kê cửu châu thế giới thập đại tu tiên võ học. Hoàng cung đại tần, tinh quang trong mắt doanh chính trong nháy mắt bạo tăng cái nhíp ở một bên như cười như không nhìn về phía triệu cao vẻ mặt gan heo. Người này, lần nữa đem mông ngựa vỗ ở trên móng ngựa. Lại xuất hiện chữ viết. Nghe được thì vệ bên cạnh kinh hô, cái nhíp vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng phía chân trời. Võ đạo rộng lớn, mênh mông như khói, thần công tuyệt kỹ, tầng tầng lớp lớp nhưng mà trong đó, lại có chút võ học vượt qua lẽ thường, người khác luyện võ hắn tu tiên. Biến thái chỗ đột phá phía chân trời lần này video đem kiểm kê cửu châu thế giới 10, phòng hài hòa, đại tu tiên võ học, ghi chú. Sắp xếp không phân cao thấp, người khác luyện võ hắn tu tiên. Đây là bệnh thần kinh ở đâu ra, phí công phu lớn như vậy, chỉ vì kiểm kê mấy quyển bí tịch võ công. Triệu cao bắt đầu phun tạo tại chỗ. Thủ đoạn kinh người như thế, tử khí mênh mông cùng cùng ba vạn dặm, chấn động toàn bộ cửu châu, lại chỉ dùng để kiểm kê bí tịch võ công. Người câm miệng còn dám sủa chó nữa trẫm lập tức chém ngươi hàng mang trong mắt doanh chính lóe lên là thật sự nổi lên sát tâm tu tiên võ học cơ hội của bệ hạ đã tới cái nhiếp nhẹ giọng mở miệng biết doanh chính vì sao lại nổi sát tâm với triệu cao lúc này tiên trong lý giải của thế nhân một giá trị đại biểu cho siêu phạm thoát tục càng đại biểu cho trường sinh bất tử điểm này tu tiên võ học không thể nghi ngờ là ở trong bóng tối chỉ rõ phương hướng cho doanh chính theo đuổi trường sinh doanh chính gật đầu đối đãi với cái nhiếp đang nói chuyện vào giờ phút này thái độ hoàn toàn bất đồng với triệu cao để chậm nhìn xem thế gian có tu tiên võ học hay không ps sách mới khởi hành cầu hoa tươi vé tháng phiếu đánh giá khen thưởng bình luận ủng hộ mọi người đều biết sách mới ngày đầu số liệu phi thường trọng yếu tác giả quân ở chỗ này quỳ cầu một đợt sống. Chương 3 Tu tiên võ học chi Bắc minh thần công Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 3 Tu tiên võ học chi Bắc minh thần công núi võ đan, trước chân võ đại điện Giờ phút này tất cả đệ tử võ đan sơn tề tụ, đem trương tam phong vây ở chính giữa Trận mắt há hốc mồm nhìn phía chân trời màn sáng thật lớn. Đây là thủ đoạn của tiên nhân A. Tống Viễn kiều chấn động. Lúc trước cái loại kia to lớn thanh thế, ngoại trừ thần tiên, hắn thật sự là nghĩ không ra còn có người nào có thể làm được. Sư tổ, xin hỏi cái gì gọi là tu tiên võ học? Tống Thanh thư phi thường thất lễ. Lúc nói chuyện với Tổ sư Trương Tam Phong, ánh mắt không nhìn lên người Trương Tam Phong. Nhưng mà giờ phút này, căn bản không có ai chú ý những thứ này. Ngay cả Trương Tam Phong cũng không để ý. Tu tiên võ học hẳn là chỉ vượt qua lẽ thường, đánh vỡ võ học thông thường tuyệt thế võ học, có gần như tiên nhân thủ đoạn giống nhau đặc tính. Tam phong lão đạo mở miệng. Nhưng mà ánh mắt của hắn, đồng dạng vẫn nhìn chầm chầm phía chân trời. Nghe vậy, một đám đệ tử võ đang điên cuồng gật đầu, tỏ vẻ thụ giáo. Thương sinh lại gặp nạn rồi. Nhìn màn sáng khổng lồ phía chân trời, tảo địa tăng lắc đầu thở dài. Hắn loại tâm tình này người, đều nhìn không được bị hấp dẫn trong lòng rung động có thể tưởng tượng được giờ phút này trong hồng trần thế tục sẽ là một phen cảnh tượng như thế nào hơn nữa chính là ở thiếu lâm tự giờ phút này một đám tăng nhân cũng không niệm kinh tụng phật mà là chạy đến từ ngoài phòng nhìn về phía chân trời a di đà phật đây là phật tổ hiển linh sao trong thiếu lâm tự càng là có rất nhiều đến dân hương bách tính thành kính quỳ xuống lĩnh nam tống Việt tất cả người của tống thị dốc toàn lực mà ra nhìn về phía chân trời thủ bút thật lớn thủ đoạn thật nghịch thiên thiên đào tống khuyết khiết sâu một hơi làm ra trận thế kinh người như thế chỉ vì kiểm kê võ học tu tiên bổn tọa cũng muốn xem tuyệt thế võ học như thế nào có thể xứng với trận thế như vậy làm được hai chữ tu tiên có thể so sánh với thiên đào bát quyết của bổn tọa hay không một màn này phát sinh ở bất cứ địa phương nào ở Cửu Châu. Không có bất kỳ cao thủ giang hồ nào, giờ phút này có thể bảo trì bình tĩnh. Tương Dương Thành, Toàn Chân Giáo, Hoa Sơn Phái, Không Động Phái, Hưng Vân Sơn Trang, Chủ Kiếm Sơn Trang. Từ Hàng Tỉnh Trai, Hoàng Triều Đại Nguyên, Hoàng Triều Đại Minh. Sông Bắc vô số bá chủ giang hồ, cái đại cao thủ, Hoàng Triều Quyền Quý, giờ phút này đều là nhìn lên phía chân trời, nhìn về phía lần nữa xuất hiện biến hóa khổng lồ hình chiếu màn sáng. Đậu má. Là người. Người biết bay. Hư độ lăng không, đây là cao thủ cái đại võ học đã đạt tới thiên nhân chí cảnh. Một bóng người xuất hiện trong màn sáng phía chân trời. Ở cửu châu người xem ra, người này là bay lên trời rồi. Quang ảnh mông lung, tiên vụ liêu liêu. Không ai có thể thấy rõ hình dáng của bóng người. Một vách núi cao tới ngàn trượng xuất hiện, đứng vững trên bầu trời. Ánh sáng mông lung lên trời, giờ kiếm chỉ lên, lăng không hư điểm. Trong nháy mắt kiếm khí kích động, rộng tới mấy mét, như là một dòng nước xiết trùng kích vách núi. Thanh âm phù suy phù suy vang vọng phía chân trời, cự thạch cuồn cuộn rơi xuống. Ngân câu thiết họa, lông xà du tẩu. Chỉ chốc lát sau, mấy chữ to xuất hiện trên vách núi ngàn trượng. Tu tiên võ học chi Bắc minh thần công cửu châu thế giới, vô số giang hồ hào khách hít vào khí lạnh. Động tác lớn như vậy, lại vì khắc mấy chữ to. Tu luyện võ học, có thể đạt tới loại trình độ này sao? Ngươi có thể làm được sao? Doanh chính hỏi cái nếp. Hắn muốn biết, cái nhiếp được khen là kiếm thánh, có thể có loại tu vi kinh thế hải tục này hay không, khắc chữ trên vách núi ngàn trượng. Cái nhiếp lắc đầu, trong mắt trung động kiếm khí khổng lồ, khiến kiếm thánh của hắn có chút hổ thẹn. Các ngươi có từng nghe nói qua Bắc minh thần công không? Cái nhiếp và triệu cao cùng lắc đầu. PS Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, vẽ tháng, phiếu đánh giá, khen thưởng, bình luận ủng hộ. Mọi người đều biết, sách mới ngày đầu số liệu phi thường trọng yếu, tác giả quân ở chỗ này quỳ cầu một đợt sống. Chương 4 Bất luận cái gì nội lực, đều là Bắc minh chi thủy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Bất luận cái gì nội lực, đều là bắc minh chi thủy núi võ đan. Tất cả mọi người dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía trương Tam Phong. Sư Tôn, bắc minh thần công rất trâu bò sao? Du Liên Chu trầm tư suy nghĩ, phát hiện dĩ nhiên chưa từng nghe nói qua bắc minh thần công. Cùng phát chi bắc hữu minh hải giả, thiên trì giả. Trương Tam Phong học nghiên thiên nhân, càng là cao nhân đạo gia, trong nháy mắt liền hiểu được hàm nghĩa của bắc minh thần công lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết bắc minh thần công trên mặt hắn động dung khẩu khí thật lớn dám lấy bắc minh làm tên nam tống thiếu lâm tự quét trác tăng lộ ra vẻ hồi ức trên đời còn có người biết bắc minh thần công hắn hơn một trăm tuổi đều là ngẫu nhiên dưới mới biết được bắc minh thần công tồn tại tu tiên võ học bắc minh thần công đích xác có tư cách này hắn loại này võ học đại nã, thiếu chút nữa đem 72 tuyệt kỹ đều học xong tồn tại, mới biết được Bắc Minh thần công khủng bố. Ai nghe nói qua Bắc Minh thần công? Bắc Minh thần công, chẳng lẽ so với dịch cân kinh của Thiếu Lâm, từ hàng kiếm điển của tỉnh trai còn trâu bò hơn? Tên thật khí phách, cũng không biết có phải thật trâu bò hay không? Cửu châu thế giới, nghị luận sôi nổi. Bất quá hiển nhiên, không có mấy người biết tên Bắc Minh thần công. Bắc minh thần công của nhị đệ, kinh khủng như vậy sao? Cách tụ hiền trang 10 km, Kiều Phong Phong đỡ A Chu nhìn lên phía chân trời. Hôm nay chính là tụ hiền trang anh hùng đại hội, là tiết mộ hoa cùng tụ hiền trang hai vị trang chủ vì giết hắn Kiều Phong mà khởi xướng. Hào khí của nhất Kiều Phong, cho dù là long đàm hổ huyệt cũng dám xông vào. Huống chi vì cứu A Chu, hắn không thể không đến. Nhưng phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện hình chiếu màn sáng, làm cho hắn đều tò mò nghe xuống quan sát. Phía chân trời, mấy chữ Bắc minh thần công hóa thành mưa ánh sáng tiêu tán, vách núi ngàn trượng cũng không thấy. Hình ảnh mới xuất hiện. Tất cả mọi người nín thở, sợ bỏ qua một chi tiết nhỏ. Bò. Một tiếng trống lớn vang vọng phía chân trời, một con côn bằng hạ du Bắc minh, thượng du cửu thiên. Côn bằng mấy ngàn dặm, ở trong Bắc minh hải du lịch không trở ngại, có vẻ hơi nhỏ bé thái ất giả đốt đông bích hỏa, thiên trì thì hóa bắc minh ngư. Ngay khi mọi người đối với hình ảnh này có chút mơ hồ thì công bằng biến mất, một công tử áo trắng nhẹ nhàng xuất hiện. Người này tuấn lãng bất phàm, phong độ nhẹ nhàng. Là nhị đệ. Kiều Phong và A Chu hai mặt nhìn nhau, lập tức nhận ra người trên trời là đoàn dự. Đoạn công tử sao lại chạy lên trời? A Chu nghi hoặc. Thuyền lớn thuyền nhỏ không chở, cá lớn cá nhỏ không tha, tương thích thiên hạ võ công, thiên hạ võ công cho ta sử dụng bất kỳ nội lực nào, đều là bắc minh chi thủy. Nhìn đến đây, cửu châu võ lâm nhân sĩ cơ bản đều hiểu bắc minh thần công là một môn có thể hấp thụ nội lực người võ học. Võ công như vậy ở cửu châu cũng không ít. Hấp tinh đại pháp, hấp công đại pháp, hóa công đại pháp những thứ này đều là võ học hấp nhân công lực. Vũ kỹ hấp dẫn nội lực con người, tuy cũng là tuyệt học, nhưng chưa nói tới võ học tu tiên. Có lẽ Bắc minh thần công này có chỗ đặc biệt. Còn không rõ sao, hắn đem đan điền so sánh với Bắc minh, ngụ ý công lực có thể hút vô cùng vô tận, đầy há có thể so sánh với hấp công đại pháp. Có người bắt đầu nghị luận, ánh mắt lại là nhìn phía chân trời lần nữa xuất hiện biến hóa. Một đám người bị sâu chuỗi lại, đoàn dự bắt được một người trong đó. Thông qua, đặc hiệu, có thể nhìn thấy, nội lực của người bị sâu chuỗi giống như lòng sông vỡ đê, điên cuồng trút xuống cơ thể đoàn dự, đúng là ai đến cũng không cự tuyệt. Thuộc tính nội lực của mỗi người đều khác nhau, loan lỗ hỗn độn. Một lần hút nhiều người như vậy, quả thực muốn chết. Bên ngoài Tây Hồ, nhầm ngã hành vừa được cứu ra vẻ mặt cười lạnh. Hắn cũng hút người công lực, tự nhiên biết trong đó hung hiểm. Đặc biệt là loại này một lần hút nhiều người nội lực tình huống, càng là giống như độc dược, rất khó luyện hóa nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện đoàn dự vẻn vẹn là sắc mặt đỏ lên, liền đem tất cả hút tới nội lực tiêu hóa. Cha, đối phương học Bắc minh thần công, không phải hấp tinh đại pháp. Nhậm doanh doanh nhìn không được nhắc nhở. Đây là hai loại võ công khác nhau. Bắc minh thần công nếu như phế như vậy, sẽ không xuất hiện ở phía chân trời trong màn sáng. Đại pháp hấp công của ta cũng có thể làm được, Bắc minh thần công này cũng rất ngạc nhiên. Hộ Long Sơn Trang, Chu bất chấp thấy vậy, cảm thấy Bắc minh thần công tuy mạnh, nhưng cũng chỉ tương đương với đại pháp hấp công của hắn. Hình ảnh lại thay đổi, đoàn dự giờ phút này không còn là dáng vẻ thời niên thiếu nữa, mà đã biến thành một người đàn ông trung niên có sức hấp dẫn hơn. Cùng phong đột nhiên nổi lên. Đoàn dự đang đã tọa. Cả người hắn phát sáng, phát ra lực hút vô cùng. Mỗi huyệt vị trên thân thể hắn giờ phút này giống như vòng xoáy, đang nuốt chững lưu quan trong không khí lưu quan kia tiến vào thân thể đoàn dự không ngừng khuếch trương đan điền của hắn làm lớn mạnh nội lực của hắn mỗi một hơi thở nội lực của đoàn dự đều đang cấp tốc tăng vọt đan điền của hắn càng là giống như bắc minh hải vĩnh viễn đều điền không đầy đến cuối cùng đoàn dự bên ngoài cơ thể chân khí hình thành mấy mét dày khí tường hình thành càng thêm khủng bố nuốt lực thật khủng bố mẹ nó chân khí tường dày mấy mét xác định không phải nói đùa con mẹ nó đây là đang tu tiên a à. nội lực như thế làm cho mọi người trong võ lâm chấn động nên biết bọn họ tu luyện nội lực đều tuần tự tiến hành thiên phú thấp vận chuyển mấy trăm chu thiên nội lực cũng không gia tăng chút nào nhưng mà trong hình ảnh đoàn dự một cái chu thiên không có hoàn thành nội lực đã lớn mạnh vài phần phương thức tích lũy nội lực như thế trực tiếp thoát ly phạm trù võ học bình thường PS. Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, vé tháng, phiếu đánh giá, khen thưởng, bình luận ủng hộ. Mọi người đều biết, sách mới ngày đầu số liệu phi thường trọng yếu, tác giả quân ở chỗ này quỳ cầu một đợt sống. Chương 5 Lấy thiên địa làm người, hút lấy thiên địa chi lực. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Lấy thiên địa làm người, hấp thụ thiên địa lực trong hình ảnh, đoàn dự thân thể tự như động không đấy vẫn cùng hấp trong thiên địa loại này lưu quan hấp nội lực con người chỉ là ứng dụng cấp thấp nhất thân hóa bắc minh huyệt vị chư thân đều là nội lực của đan điền khí hải lấy thiên địa làm người hấp thụ lực lượng thiên địa đây là bắc minh giả hắn đang hút nội lực của thiên địa nhìn đến đây tất cả mọi người hiểu được cái kia bị đoàn dự từ trong thiên địa hấp thụ đến lưu quan là cái gì thiên địa lực dùng cách nói của đạo gia đó là linh khí của thiên địa mọi người ầm ầm chấn động cửu châu xôn xao đây là bá đạo bực nào võ học kỳ diệu cỡ nào lại coi thiên địa là một cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh hấp thụ nội lực của thiên địa thực hà ẩm lộ cái này mẹ nó thật sự là đang tu tiên a à. thiên địa lực vô cùng nội lực này chẳng phải là có thể cuồn cuồn không ngừng cuối cùng nếu hút cạn nội lực của thiên địa chẳng phải một chiêu là có thể đánh nổ thiên địa sao. So với một trong số đó, đại pháp hấp công quả thực yếu hơn nhiều. Cửu châu ồ lên, tất cả võ lâm nhân sĩ đều kinh hãi muốn chết. Bắc minh thần công bá đạo như vậy, hấp nội lực người còn chưa đủ, lại đi hấp lực thiên địa. Khó trách bên trong hình ảnh, người kia nội lực sẽ hình thành mấy thước dày khí tường. Đáng giận, lão già vô nhai tử kia có chết cũng không truyền Bắc minh thần công cho ta. Tinh túc hải, Đinh Xuân Thu nghiến răng nghiến lợi. Bắc Minh thần công lại khủng bố như vậy. Không được, ta nhất định phải học được. Đinh Xuân Thu thấy giai đoạn cuối cùng của Bắc Minh thần công có thể hấp thụ lực lượng thiên địa, con ngươi đều đỏ lên. Lập tức chuẩn bị, lão tiên muốn bãi giá trung nguyên. Hắn lập tức đưa tới đại đồ đệ Trích Tinh Tử, khẩn cấp muốn đi tìm Vô Nhai tử uy hiếp Bắc Minh thần công. Kiều đại ca, đây là võ công sao? A à, Chu Kinh Hải muốn chết. Bắc minh thần công, quả thực đột phá phía chân trời. Cảnh giới võ học cuối cùng đạt tới, không thể tưởng tượng nổi. Kiều Phong cũng đang chấn động, nghe vậy, hắn đầu tiên là lắc đầu, tiếp theo lại gật đầu. Bắc minh thần công có phải võ công hay không, giờ phút này hắn đều nói không rõ. Hẳn là vậy. Có lẽ giống như trên màn sáng nói, đây đã là tu tiên võ học rồi. Lấy tâm tính Kiều Phong, giờ phút này đối với Bắc minh thần công sinh ra vài phần khát vọng. Bắc minh thần công cực hạn có thể hấp dẫn thiên địa lực, nhị đệ lại không cố gắng tu luyện, mỗi ngày đuổi theo mông vương cô nương, uổng phí thần công như thế. A Châu nói thêm. Phí của trời. Đoàn dự không thích võ công, Kiều Phong trước kia cũng cảm thấy rất tốt. Nhị đệ trạch tâm nhân hậu, không muốn học võ giết người. Nhưng giờ khắc này, biết Bắc minh thần công nghịch thiên chỗ, Kiều Phong đều cảm thấy đoàn dự phung phí của trời. Quả nhiên không phụ tên tu tiên hoàng cung đại tần doanh chính mắt nóng vô cùng võ học đạt tới loại cảnh giới này cho dù không thể trường sinh tối thiểu cũng có thể sống thêm mấy chục năm hắn lập tức hạ lệnh với triệu cao truyền lệnh la võng toàn lực tìm kiếm bắc minh thần công không tiếc bất cứ giá nào không chỉ đại thanh hoàng triều cửu châu giờ phút này hai đạo chính tà đều động tâm với bắc minh thần công từng cái mệnh lệnh từ cao tầng nhân vật trong miệng phát ra toàn bộ chỉ hướng Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh Thần Công, không phải là võ công mà tên tiểu tử đoàn dự kia ngoại ý muốn có được sao? Cô Tô Yến tử ổ, mộ dung phục nhìn lên phía chân trời, một loại giả tâm xuất hiện trên mặt hắn. Nếu ta học được Bắc Minh Thần Công, thiên hạ vô địch, muốn phục quốc chẳng phải là dễ dàng sao? Trong mắt hắn lóe ra quan mang âm độc, đúng là dự định lần sau gặp phải đoàn dự, đối với đoàn dự hạ độc thủ. Ta lại bỏ gốc lấy ngọn cưu ma trí hối hận có bắc minh thần công loại này tu hành võ học chính mình vậy mà đi bức bách đoàn dự dạy ra lục mạch thần kiếm học được bắc minh thần công mấy mét dày chân khí tường vừa ra thiên quân vạn mã đều có thể dớt xuyên cái này không thể so với lục mạch thần kiếm ngưu bước sau phải mau chóng tìm được tiểu tử đoàn dự này ngay sau đó cưu ma trí biến sắc hắn trước tiên nghĩ đến bắt đoàn dự tra hỏi bắc minh thần công bá chủ hoàng triều thiên hạ hùng chủ giang hồ, sẽ không động tâm với Bắc minh thần công. Giang Nam Vương Nữ Yên bị mộ dung phục mang đi, nhưng đoàn dự cũng không từ bỏ ý định, còn muốn đào gốc tường mộ dung phục, để luôn quanh quẩn ở Giang Nam. Đậu má Đây là tiết tấu muốn giết chết bản công tử. Gia đầu đoàn dự sắp nổ tung. Ở Nam Tống, người biết hắn biết Bắc minh thần công không ít. Lúc trước một cái lục mạch thần kiếm, khiến cho hắn vài lần thiếu chút nữa chết ở cưu ma trí trong tay. Nhưng tu tiên Bắc minh thần công bại lộ, muốn giết chết hắn tuyệt đối không chỉ có cưu ma trí. Thậm chí bởi vậy, mang đến tai ương ngập đầu cho đại lý quốc cũng không phải là không có khả năng. Hắn chính là trên trời cái kia hội Bắc minh thần công người. Đột nhiên có người hô lên, nhận ra bộ dáng đoàn dự. Bá! Trên đường phố, vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào thanh âm của đoàn dự không tốt đoàn dự giống như hàng mang ở lưng cảm nhận được một mảnh ánh mắt không có hảo ý lăng ba vi bộ khởi động thân ảnh chợt lóe đoàn dự biến mất tại chỗ phốc suy phốc suy đoàn dự đi xa đầu đầy mồ hôi lạnh chỉ thấy chỗ cũ của hắn để lại một mảnh ám khí nếu không phải thấy cơ hội sớm hắn đã nằm trên mặt đất đừng để hắn chạy thoát có người hô to đằng đằng sát khí đuổi theo đoàn dự biến mất. Có người nhìn sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Có ai xem không? Sách mới có ai xem không? Tự hồ đập đầu đường, một đóa hoa tươi đánh giá cũng không có. Các đại lão, nếu có người nhìn, tác giả quân ở chỗ này cầu một đóa hoa tươi, một tấm phiếu đánh giá là đủ rồi. Sách mới kỳ, tác giả quân liền trông cậy vào những số liệu này viết sách. Không ai ném số liệu, ở chỗ tác giả quân chẳng khác nào đập đầu vào đường, viết lên không hề kích tình. Trong tay có số liệu đại lão, cảm thấy quyển sách còn có thể tiếp tục xem tiếp, phiền toái cho quyển sách bỏ một đóa hoa tươi hoặc là một tấm phiếu đánh giá. Tác giả không tham lam, mỗi người ném một đóa là được. Làm ơn. Đều ngã xuống phố một tháng rồi. Không có phiếu đánh giá hoa tươi, cho một bình luận tỏ vẻ đang xem cũng được. Tác giả quân quỳ cầu các loại số liệu có ai xem không? Sách mới có ai xem không? Tự hồ đập đầu đường, một đóa hoa tươi đánh giá cũng không có. Các đại lão, nếu có người nhìn, tác giả quân ở chỗ này cầu một đóa hoa tươi, một tấm phiếu đánh giá là đủ rồi. Sách mới kỳ, tác giả quân liền trông cậy vào những số liệu này viết sách. Không ai ném số liệu, ở chỗ tác giả quân chẳng khác nào đập đầu vào đường, viết lên không hề kích tình. Trong tay có số liệu đại lão cảm thấy quyển sách còn có thể tiếp tục xem tiếp, phiền toái cho quyển sách bỏ một đóa hoa tươi hoặc là một tấm phiếu đánh giá. Tác giả không tham lam, mỗi người ném một đóa là được. Làm ơn. Đều ngã xuống phố một tháng rồi. Không có phiếu đánh giá hoa tươi, cho một bình luận tỏ vẻ đang xem cũng được. Tác giả quân quỳ cầu các loại số liệu. Có ai xem không? Sách mới có ai xem không? Tự hồ đập đầu đường, một đóa hoa tươi đánh giá cũng không có. Các đại lão, nếu có người nhìn, tác giả quân ở chỗ này cầu một đóa hoa tươi, một tấm phiếu đánh giá là đủ rồi. Sách mới kỳ, tác giả quân liền trông cậy vào những số liệu này viết sách. Không ai ném số liệu, ở chỗ tác giả quân chẳng khác nào đập đầu vào đường, viết lên không hề kích tình. Trong tay có số liệu đại lão, cảm thấy quyển sách còn có thể tiếp tục xem tiếp, phiền toái cho quyển sách bỏ một đóa hoa tươi hoặc là một tấm phiếu đánh giá tác giả không tham lam, mỗi người ném một đóa là được. Làm ơn. Đều ngã xuống phố một tháng rồi. Không có phiếu đánh giá hoa tươi, cho một bình luận tỏ vẻ đang xem cũng được. Tác giả quân quỳ cầu các loại số liệu. Có ai xem không? Sách mới có ai xem không? Tự hồ đập đầu đường, một đóa hoa tươi đánh giá cũng không có. Các đại lão, nếu có người nhìn, tác giả quân ở chỗ này cầu một đóa hoa tươi một tấm phiếu đánh giá là đủ rồi. Sách mới kỳ, tác giả quân liền trông cậy vào những số liệu này viết sách. Không ai ném số liệu, ở chỗ tác giả quân chẳng khác nào đập đầu vào đường, viết lên không hề kích tình. Trong tay có số liệu đại lão, cảm thấy quyển sách còn có thể tiếp tục xem tiếp, phiền toái cho quyển sách bỏ một đóa hoa tươi hoặc là một tấm phiếu đánh giá. Tác giả không tham lam, mỗi người ném một đóa là được. Làm ơn đều ngã xuống phố một tháng rồi. Không có phiếu đánh giá hoa tươi, cho một bình luận tỏ vẻ đang xem cũng được. Tác giả Quân quỳ cầu các loại số liệu. Có ai xem không? Sách mới có ai xem không? Tự hồ đập đầu đường, một đóa hoa tươi đánh giá cũng không có. Các đại lão, nếu có người nhìn, tác giả Quân ở chỗ này cầu một đóa hoa tươi, một tấm phiếu đánh giá là đủ rồi. Sách mới kỳ, tác giả Quân liền trông cậy vào những số liệu này viết sách. Không ai ném số liệu, ở chỗ tác giả quân chẳng khác nào đập đầu vào đường, viết lên không hề kích tình. Trong tay có số liệu đại lão, cảm thấy quyển sách còn có thể tiếp tục xem tiếp, phiền toái cho quyển sách bỏ một đóa hoa tươi hoặc là một tấm phiếu đánh giá. Tác giả không tham lam, mỗi người ném một đóa là được. Làm ơn. Đều ngã xuống phố một tháng rồi. Không có phiếu đánh giá hoa tươi, cho một bình luận tỏ vẻ đang xem cũng được tác giả quân quỳ cầu các loại số liệu. Chương 6 Chúng ta luyện võ hắn tu tiên, 10 năm nội lực. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Chúng ta luyện võ hắn tu tiên, 10 năm nội lực sư phụ, Bắc minh thần công này so với từ hàng kiếm điển như thế nào? Từ hàng tỉnh trai, thánh nữ sư phi huyên vẻ mặt ngưng trọng. Tuyệt kỹ như thế, từ hàng tỉnh trai không ngờ không biết chút nào. Nếu không có khoa trương, Bắc Minh thần công sẽ ở trên từ hàng kiếm điển. Phạm Thanh Huệ vẻ mặt ngưng trọng. Thần công bực này, nếu có thể bổ sung cho từ hàng kiếm điển. Nghĩ tới đây, Phạm Thanh Huệ mắt nóng vô cùng. Trên từ hàng kiếm điển. Sư Phi Huyên có chút thất thố, ngữ khí cũng có chút thay đổi. Hộ Long Sơn Trang. Chu bất chấp dao động kịch liệt trong lòng, miệng thì thào tự nói. Thân hóa Bắc Minh, toàn bộ huyệt vị đều giống như đang điền. Đây chẳng phải là nói, hắn có vô số đan điền có thể chứa đựng chân khí sao? Phải biết rằng, mỗi người đan điền dự trữ chân khí lượng đều là có hạn mức cao nhất. Võ học cao thủ đến trình độ nhất định, khó có thể tiến thêm, cũng là bởi vì đan điền chứa đựng chân khí đã đến cực hạn. Đại pháp hấp công của hắn cũng có thể hấp thụ chân khí nội lực của con người. Nhưng là những năm này, hắn đã không hút người nội lực, trừ phi là loại kia tuyệt đỉnh cao thủ tinh thuần chân khí mà nguyên nhân chính là đan điền của hắn đã đạt tới hạng mức cao nhất. Chỉ có thể theo đuổi chất, không thể theo đuổi lượng. Thân thể con người có 720 huyệt vị. Thân thể lớn nhỏ, tổng cộng có 720 huyệt vị. 720 huyệt vị đều dùng để lưu trữ chân khí. Loại cảnh tượng này, Chu Bất Chấp cũng không dám tưởng tượng. Công lực là cùng đẳng cấp tuyệt đỉnh cao thủ 720 lần, dưới một kích, cái gì không thể quét ngang chớ nói chi là, Bắc minh thần công còn có một cái năng lực, không ngừng mở rộng đan điền, tăng lên chân khí dung lượng. Hơn nữa đến cuối cùng, cũng không cần lo lắng tìm không thấy người hấp nội lực. Chu bất chấp cảm xúc dân trào. Hắn nếu học được Bắc minh thần công, đừng nói làm đại minh hoàng triều hoàng đế, nhất thống cửu châu cũng không phải là không có khả năng. Trực tiếp tu tiên, thiên hạ người nào có thể chống lại. Xuất động tất cả mật thám, toàn lực hỏi thăm tung tích bắc minh thần công chu bất chấp trầm giọng nói trọng điểm điều tra bộ dáng của người trẻ tuổi kia tà bái một sư phụ tu tiên tây hạ nhất phẩm đường nhạc lão tam hưng phấn không thôi lần đầu tiên không cần đoàn dự yêu cầu hắn chủ động thừa nhận đoàn dự là sư phụ của hắn ngươi cao hứng cái trắm đoàn dự truyền cho ngươi sao vân trung Hạc nhịn không được đã kích nói ngươi biết cái trắm tiểu sư phụ đã đáp ứng lần sau gặp mặt, hắn liền truyền tuyệt chiêu cho ta. Tu tiên võ học không phải tuyệt kỹ, còn có cái gì có thể xưng là tuyệt kỹ? Lão Tam, dẫn đoàn dự ra xử lý, chúng ta đoạt bắt minh thần công của hắn. Đoạn duyên khánh nhịn không được mở miệng. Hắn cũng bị bắt minh thần công hút qua nội lực, tự nhiên biết bắt minh thần công uy lực, tuyệt không thể để cho đoàn dự trưởng thành. Cút đi, muốn giết sư phụ ta, qua cửa ải của ta trước rồi nói sau nhạc lão tam vạn cổ, căn bản không mua nợ của đoạn Diên Khánh. Hắn chính là một tên ngốc, một khi nhận định, sẽ không thay đổi. Bắc Minh thần công quá biến thái. Quả thực là gian lận. Chúng ta luyện võ, hắn tu tiên. Hắn là có tu tiên, nếu không ai tới giải thích hình chiếu màn sáng trên trời. Li Hi Un bước vào một thị trấn nhỏ và phát hiện ra rằng tất cả mọi người đang thảo luận về Bắc Minh thần công. Đương nhiên, thảo luận nhiều nhất vẫn là thần kỹ cắt nối biên tập video hình chiếu ở trên trời màn sáng khổng lồ nhiều người cho rằng đó là bút tích của thần tiên lúc này sắc trời dần tối tìm một tiểu tử lâu ăn chút gì đó lý huyền cũng không đi đường ban đêm dự định ở một đêm rồi nói sau hắn xuyên qua tới tiền thân có chút võ công trong người nhưng chỉ là mèo ba chân hoa màu bả thức đi một đêm rất nguy hiểm hơn nữa chế tác video cũng không phải là hệ thống lúc trước nói đơn giản hết thảy đều là dựa vào tưởng tượng của hắn phi thường tiêu hao tinh thần chúc mừng chủ ký sinh video thứ nhất truyền lên kết thúc hệ thống đang càng thêm lực ảnh hưởng vì ký chủ kết toán tương ứng thưởng nghe được thanh âm lý huyền vui vẻ ngồi nghiêm chỉnh đi tới thế giới võ hiệp mình lại chỉ biết mấy chiêu hoa màu có thể tưởng tượng trong lòng cái loại khó chịu này kết thúc thanh toán ký chủ có thể lựa chọn phần thưởng sau. một Toàn bộ nội công, 2. Lạc Anh thần kiếm trưởng, 3. 10 năm công lực, trên đều không lựa chọn, có thể đem phần thưởng cùng tiếp theo phần thưởng sáp nhập loại lựa chọn thứ tư không thể nghi ngờ là làm cho người ta động tâm nhất. Đem phần thưởng sáp nhập, đạt được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều, nói không chừng sau khi sáp nhập, tiếp theo có thể đạt được cửu dương thần công những nội công tuyệt đỉnh này. Tuy nhiên, Li Hi -un không thể chọn người thứ tư tuy rằng cái trấn nhỏ này coi như bình tĩnh nhưng có thể tưởng tượng thần cấp video xuất hiện tuyệt đối cho thế giới này mang đến trùng kích cực lớn hắn phải có sức tự vệ lấy thế giới võ hiệp nước tiểu tính sợ là chính ma lưỡng đạo người đều xúc động đến tìm bắc minh thần công bất quá lý huyền vẫn có chút nghi hoặc hệ thống video của ta oanh động toàn bộ thế giới những phần thưởng này không khỏi quá keo kiệt đi khắp thế giới đều bị video thần cấp oanh động lý huyền cho rằng cho dù không phải thái huyền kinh chiến thần đồ lục những thần công cái thế này hẳn cũng là tuyệt học cửu âm chân kinh hoặc là hàng long thập bát chưởng nhưng phần thưởng hạng một hạng hai của toàn chân nội công là cái quỷ gì ký chủ oanh động thế giới này không phải nội dung video của ngươi là video thần cấp Lý hi ung nghe vậy như có điều suy nghĩ đích xác nhìn như oanh động nhưng hiệu quả chân chính hẳn là do video thần cấp xuất hiện ở phía chân trời tạo thành. Bắc Minh thần công kiểm kê cũng oanh động, nhưng tương đối, không có thần cấp video xuất hiện mang đến oanh động thật lớn. Thậm chí có thể rất nhiều người đang hoài nghi Bắc Minh thần công có phải là thật hay không. Ta chọn 3, 10 năm công lực. Sau khi tìm hiểu, Li Hi Ung nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Toàn chân nội công, cần chậm rãi tu luyện nội lực, Lý Huyền không có loại này kiên nhẫn. Lạc Anh thần kiếm trưởng, lấy hắn mèo ba chân tu vi, không có mạnh mẽ nội lực chống đỡ, còn không bằng một thanh đao ở trong tay hắn hữu dụng. Tương đối mà nói, vẫn là 10 năm nội lực đối với hắn hữu dụng nhất, có thể khiến hắn lập tức đi vào giang hồ nhị lưu cao thủ tiêu chuẩn. TS. Cảm tạ sở hữu quan số liệu thư hữu, quỳ tạ. Đầu giờ một đóa hoa đều không có, tác giả quân tâm đều lạnh, thiếu chút nữa tiếng cung đi hầu hạ hoàng thượng quy xuống cầu xin số liệu ngày đầu tiên. Chương 7 Tu tiên võ học chi thần chiếu kinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Tu tiên võ học chi thần chiếu kinh Lý Huyền may mắn mình lựa chọn 10 năm công lực. Ngày hôm sau, hắn liền phát hiện trấn nhỏ khác biệt. Nơi này chỉ là một trấn nhỏ trong đại lý quốc. Nhưng là ngày hôm sau thời điểm, nơi này võ lâm nhân sĩ rõ ràng tăng nhiều nhân sĩ giang hồ các đại hoàng triều từ khắp nơi tràn vào đại lý quốc cái này rất hiển nhiên cả đêm công phu rất nhiều người đều biết đoàn dự thân mang bắc minh thần công sự tình đoàn công tử cố gắng lên đoàn dự thân mang bắc minh thần công lục mạch thần kiếm cùng với lăng ba vi bộ ba môn võ học đỉnh cấp lại một lòng chỉ muốn chạy theo mông vương nữ yên quả thực không thể tha thứ phụ nữ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm lý huyền tin tưởng chờ đoàn dự vô địch thời điểm sẽ cảm tạ chính mình hệ thống tải lên đoạn thứ hai video trước khi rời khỏi trấn nhỏ lý huyền đem đoạn video thứ hai sau khi tinh thần khôi phục tối hôm qua các nối biên tập tốt tuyên bố ra ngoài tử khí mênh mông kim quan vạn trượng giống như hôm qua cảnh tượng mênh mông rộng rãi lại chấn động cửu châu đậu má lại tới nữa rồi ha ha cái này có cái gì kỳ quái không sai, hôm qua trên màn sáng đã nói, muốn kiểm kê 10 bản tu tiên võ học, Bắc Minh Thần Công mới là bản thứ nhất. Vô số giang hồ hào khách, võ lâm hiệp sĩ bắt đầu nghị luận, nhìn lên phía chân trời. Thật tốt quá! Đoàn dự chật vật không chịu nổi thấy vậy, lộ ra vẻ mừng như điên. Kiểm kê thêm một người, cũng rất nhiều người đến chia sẻ áp lực. Bằng không khắp thiên hạ đều nhớ thương hắn, hắn chính là đại thanh hoàng triều doanh chính bảo đảm không chừng ngày nào đó đều bị người cho giết. Lúc trước hắn không muốn về đại lý, bây giờ muốn về cũng không dám. Đại lý chỉ là tiểu quốc, không bảo vệ được hắn. Đường đường vương phủ, đều từng bị đám người đoàn viên khánh xông vào. Huống chi lần này tới tìm hắn, so với đám người đoàn viên khánh còn khủng bố hơn nhiều. Thật sự là thần tiên thủ đoạn A. Doanh chính chấn động. Một màn này không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng giống như trước, trong lòng hắn vẫn là chấn động. Đối với việc này, có manh mối gì không? Triệu Cao vội vàng đứng ra, nói. Bẩm bệ hạ, tối hôm qua thần triệu tập sử quan khắp nơi học giả, chưa tự bách gia trí giả, chưa từng tra được nửa điểm ghi chép. Doanh chính gật đầu. Ngày hôm qua là Bắc minh thần công, có thể hấp lực thiên địa, hôm nay võ học, lại có cái gì đặc thù bản lĩnh đâu. Hắn lầm bầm lầu bầu, cái nhíp cùng triệu cao ở một bên cũng không có đáp lời. Phái Hoa Sơn, sắc mặt nhạc bất quần âm tình bất định. Lúc trước, hắn đối với việc có được trừ tà kiếm phổ còn đắc chí. Nhưng là từ ngày hôm qua, hắn đã cảm thấy trừ tà kiếm phổ không thơm. So sánh với Bắc minh thần công, trừ tà kiếm phổ cần tự cung mới có thể tu luyện quả thực chính là rác rưởi. Đúng là giúp ta không ít. Nhạc bất quần thầm nghĩ. Hắn nhận được tin tức, mười ba thái bảo tung sơn đã xuống núi đi tìm bắc minh thần công phái hoa sơn tạm thời không cần lo lắng áp lực đến từ phái tung sơn sau một khắc nhạc bất quần ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía chân trời bắt đầu xuất hiện hình ảnh tu tiên võ học chi thần chiếu kinh thần chiếu kinh vô số võ lâm danh túc vẻ mặt mờ mịt ngày hôm qua bắc minh thần công ở đại tống cảnh nội biết không ít người nhưng thần chiếu kinh toàn bộ cửu châu cũng không có mấy người biết. Bắc Minh thần công ngươi không biết. Thần chiếu kinh hôm nay ngươi cũng không biết. Trẫm cho ngươi tổng quản gian lưới, phụ trách tình báo, ngươi cái gì cũng không biết, trẫm muốn ngươi có ích lợi gì. Hoàng cung đại tần, doanh chính đã bắt đầu nổi trận lôi đình, giận không kềm được. Triệu cao rung lẫy bẫy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Lại là một quyển chưa từng nghe nói qua võ học, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. À cửu châu khổng lồ như thế ra bao nhiêu thần công tuyệt học ai dám cam đoan mình biết tất cả thần công nhưng lời này hắn không dám nói với doanh chính a à. bệ hạ thần sau này nhất định sẽ bổ sung kiến thức võ học triệu cao quỳ trên mặt đất chân bụng đều đang run rẩy núi võ đan trương tam phong thở dài đối mặt với ánh mắt đồ tử đồ tôn môn hạ hắn chỉ đành thừa nhận mình không biết cái gì thần chiếu kinh ngay cả lão tăng cũng không biết thần chiếu kinh này tảo địa tăng cũng có chút mờ mịt khắp thiên hạ đều đang tìm bắc minh thần công thời điểm hắn lại biết bắc minh thần công lai lịch điều này làm cho hắn rất là đắc ý thung lũng tuyết huyết đao lão tổ cùng địch vân ở đây đã kịch chiến nhiều ngày song phương đều sắp đến dầu cạn đèn tắt hoàn cảnh cũng may hôm qua bởi vì điểm số kia xuất hiện song phương đều tạm thời dừng tay lúc này nhìn thấy ba chữ thần chiếu kinh xuất hiện địch vân không khỏi sửng sốt thần chiếu kinh đây không phải là bản nội công thần kỳ đinh điển đại ca truyền cho ta sao địch vân chấn động hắn mặc dù tu thần chiếu kinh nhưng hiện tại thần chiếu kinh ở trong tay hắn phát huy uy lực tuy rằng cũng mạnh nhưng cũng không tới trình độ tu tiên võ học một bên phòng bị huyết đau lão tổ âm thầm đánh lén địch vân chăm chú nhìn ngay sau đó Sắc mặt hắn liền đại biến. Bởi vì trên màn sáng phía chân trời bắt đầu xuất hiện bộ dáng của hắn. Là ngươi. Cách đó không xa, huyết đau lão tổ xuất hiện, giật mình nhìn Địch Vân. Hắn cũng nhận ra, người trong màn sáng trên trời kia chính là Địch Vân trước mắt cùng mình chém giết đã lâu. ts Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá, vẽ tháng, bình luận, khen thưởng. Chương 8. Đội gia tối cường, ảo diệu nhất. Hoa đà tại thế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Đội gia mạnh nhất, ảo diệu nhất, hoa đà trên đời cũng cứu không được. Nội ngoại kim tu Nội gia mạnh nhất, một trong những công pháp ảo diệu nhất. Ngắn ngủn mấy chữ to, lại nói ra địa vị giang hồ của thần Chiếu Kinh. Nội gia mạnh nhất, ảo diệu nhất. Mặc dù là một, nhưng cũng là tuyệt thế thần công mà võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ tha thiết ước mơ khẩu khí thật cùng vọng cho dù là cửu âm chân kinh cũng không dám tự xưng là mạnh nhất thần chiếu kinh đúng là chưa từng nghe nói qua ta muốn xem thần chiếu kinh dựa vào cái gì mà đánh đồng với bắc minh thần công rất nhiều người đối với thần chiếu kinh là không phục bắc minh thần công nghịch thiên như thế có thể hấp thu lực lượng thiên địa rất nhanh trên hình ảnh bắt đầu xuất hiện biến hóa chỉ thấy địch vân ngồi xếp bằng đang vận hành nội công tâm pháp của thần chiếu kinh. Lúc đầu, bình thường không có gì lạ. Một khắc nào đó, một tiếng giòn vang từ trong cơ thể địch vân truyền ra, hai mạch nhầm đốc bị xuyên qua. Thoáng cái, địch vân trong hình chân khí dân trào, từ lồng ngực tràn ra. Địch vân chân khí nội lực bạo tăng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền bị một mảnh chân khí màu tím bao phủ. Làn da của hắn, thậm chí trên sợi tóc đều có chân khí như dòng nước chảy xuôi hơn nữa nội lực của hắn vận chuyển một cái đại chu thiên công lực liền tăng trưởng một phần mặc dù không có ngày hôm qua bắc minh thần công tăng trưởng biến thái như vậy nhưng tích tiểu thành đại nội lực một mực ở không ngừng lớn mạnh công này một khi quán thông kinh mạch quanh thân nội tức vận hành một tuần kinh lực liền tăng thêm một phần tứ chi bách hài mỗi một chỗ đều có tinh thần khí lực đột nhiên hưng phấn phái nhiên tới thậm chí trên tóc cũng có lực tràn đầy nếu là đối địch vô luận địch nhân từ địa phương nào tiến công đều sẽ gặp phải khủng bố nội lực phản chấn lúc này có thể nhìn thấy chân khí vách tường trên người địch vân đã dày hơn một thước một mực trùi bọ bay tới còn không có tiếp xúc đến hắn bị phản kích chân khí chấn nát trong nháy mắt trở thành một mảnh bụi bặm mọi người hít sâu một hơi đến loại trình độ này tu vi tất nhiên đã vượt qua nhất lưu thần chiếu kinh cũng tương tự cửu dương thần công của ta. Nội ngoại kim tu, sau khi xuyên qua kinh mạch quanh thân, nội lực không ngừng sinh ra khí kình hộ thể. Trên đỉnh Quang Minh, Trương Vô Kỵ cẩn thận đối chiếu, phát hiện thần chiếu kinh cùng cửu dương thần công có chút tương tự. Lúc đầu tu luyện bình thường không có gì lạ, nhưng một khi xuyên qua kinh mạch quanh thân, nội lực trong thời gian ngắn có thể tấn thăng cảnh giới khó lường. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cửu dương thần công của ta hẳn là có thể được kiểm kê trương vô kỵ trong lòng lửa nóng cửu dương thần công ngoại trừ có địa phương tương tự như thần chiếu kinh còn có thể bách độc bất xâm so sánh ra cửu dương thần công so với thần chiếu kinh còn huyền diệu hơn hẳn là cửu dương thần công lợi hại hơn thần chiếu kinh cho nên sẽ để ở phía sau kiểm kê thung lũng tuyết huyết đao lão tổ trong mắt hàng mang không giảm xem ra tiểu tử này hẳn là còn không có xuyên qua kinh mạch quanh thân. Địch vân phải chết. Nếu để địch vân đem thần chiếu kinh tu luyện đại thành, xuyên qua kinh mạch quanh thân, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trước khi chết, hãy tra khảo thần chiếu kinh trước. Huyết đao lão tổ còn đang chờ. Bởi vì màn sáng phía chân trời, còn chưa tắt. Hình ảnh vừa chuyển, địch vân xuất hiện trong một phòng giam. Hắn đang treo cổ. Hai chân đạp một cái, dãy giụa vài cái địch vân trong hình hoàn toàn không còn hơi thở một màn này làm cho cả cửu châu đều bối rối được rồi địch vân sẽ chết trong cốc tuyết địch vân sửng sốt biết đây là cảnh mình từng tự sát đối với đinh điển là như thế nào cứu sống mình hắn cũng tò mò chỉ chốc lát trong hình ảnh xuất hiện người thứ hai đinh điển chỉ thấy đinh điển nhìn thấy địch vân thắt cổ thở dài một hồi buông địch vân xuống Lúc này thi thể Địch Vân đã cứng rắn. Thời điểm bị đinh Điển buông xuống, thậm chí đã xuất hiện thi bàn yếu ớt. Sau đó, đinh Điển vận khởi công lực, bắt đầu rót vào thân thể Địch Vân. Nội lực chân khí màu tím từ lòng bàn tay đinh Điển không ngừng đưa vào cơ thể Địch Vân. Lại là một người tu luyện thần chiếu kinh. Nhìn đến đây, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chân khí màu tím rất rõ ràng là dấu hiệu của thần chiếu kinh chẳng lẽ hắn còn muốn cứu người sao? Doanh chính vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thân thể đều lạnh như băng cứng trắng, còn mọc ra thi ban, cứu người căn bản là chuyện cười. Hồi bẩm bệ hạ, hẳn là vậy. Triệu cao vội vàng mở miệng. Một bên, cái nhíp lắc đầu. Không thể nào. Người đều chết, thân thể đều cứng trắng. Đừng nói chỉ là nội lực chữa thương, cho dù hoa đã còn sống, quả quyết cũng không cứu được doanh chính hiển nhiên cũng là thật những thứ này lúc này mới có câu hỏi này đương nhiên mặc dù bọn họ cũng không tin nhưng trong mắt mấy người vẫn xuất hiện ánh mắt khát vọng hy vọng có kỳ tích phát sinh hơn nữa lấy trí tuệ của bọn họ cũng có thể đoán được thần chiếu kinh nếu là chỉ có trước điểm này trình độ làm sao có thể có tư cách cùng cửu dương thần công đánh đồng ps cầu vé tháng hoa tươi phiếu đánh giá bình luận khen thưởng mỗi một cái ủng hộ của ngươi, đều là tác giả bạo gan động lực. Chương 9 Diêm La Nang Địch, Khởi Tử Hồi Sinh, Cứu Sống Làm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 9 Diêm La Khó Địch, Cải Tử Hồi Sinh, Cứu Sống Tố Tâm Cơ Hội Người Này Điên Rồi, Thi Thể Lạnh Thấu, Hắn Còn Muốn Cứu, Công Lực Nhiều Không Tìm Được Chỗ Tiêu Hao Sao Phàm là có chút thường thức, đều biết người cứu không trở lại. Theo chân khí màu tím của thần chiếu kinh, lại một lát sau, vết siết trên cổ địch vân biến mất, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận. Trong chốc lát, toàn bộ Cửu Châu hoàn toàn yên tĩnh, mọi người hô hấp trầm trọng lên, mắt phóng ra hào quang cùng nhiệt. Đậu má thật sự muốn cứu sống. Nói dối đi, thi thể đều lạnh còn có thể cứu. Võ học. Ai nói cho ta biết đây là thạch thanh mà võ học có thể làm được. Sau khi kịp phản ứng, tất cả mọi người nổ tung rung động không thôi ai cũng không tưởng tượng được nội lực chân khí dĩ nhiên có thể làm được một bước này có thể đem một cái chết thấu người muốn cứu sống lòng ngực bắt đầu phập phồng giống như có hơi thở trong hình ảnh địch vân bắt đầu xuất hiện hơi thở yếu ớt mí mắt bắt đầu nhảy lên a à, lại một lát sau địch vân trong miệng phát ra âm thanh thật sự lập tức ngồi dậy há miệng thở dốc thật sự đã cứu được người treo cổ đã lâu Cùng lúc đó, mấy chữ to xuất hiện, chứng minh tất cả mọi người suy đoán. Diêm là khó địch, khởi tử hồi sinh. Giờ khắc này, không ai không chấn động, lộ ra vẻ khó tin. Đây là nghiêm túc sao? Ta cảm giác là đang lừa dối chúng ta, nội công chân khí lợi hại như vậy, còn muốn thầy thuốc làm gì? Khởi tử hồi sinh, cảm giác so với Bắc Minh thần công còn dọa người hơn. Đây thật sự là võ công. Mẹ nó đây lại là một môn võ công tu tiên không sai có loại võ công này muốn chết cũng khó thiên hà chấn động tất cả mọi người đều biết chỗ nghịch thiên của thần chiếu kinh không nói đến tác dụng của hắn ở phương diện nội công chỉ là nội lực cải tử hồi sinh đã có thể làm cho vô số võ lâm nhân sĩ điên cuồng người ở giang hồ phiêu vậy có thể không bị đau có thần này chiếu kinh bàn thân chết cũng có thể sống lại thần chiếu kinh bổn đế nhất định phải có được. Doanh chính khí phách chấn động, ánh mắt như điện. So sánh với Bắc minh thần công có thể hấp thụ lực lượng thiên địa, hắn giờ phút này càng bức thiết cần thần chiếu kinh có thể khởi tử hồi sinh. Hơn nữa, hai võ học vốn có thể tu tiên cùng nhau luyện, có phải thật sự có thể trường sinh hay không? Giờ khắc này, doanh chính cảm xúc mênh mông, cảm giác tìm được phương hướng trường sinh. Cho bổn đế nói cho chư tử bách gia người, để cho bọn hắn cùng nhau tìm kiếm này hai bản võ học, ai nếu tìm được, trẫm liệt bọn hắn là đứng đầu bách gia. Cái nếp đồng tử co rụt lại. Nhìn doanh chính vì trường sinh, là thật sự bất chấp tất cả, lại nói ra loại lời này. Vâng. Triệu cao lĩnh mệnh, vội vàng rời đi. Núi võ đang, trương tam phong đang hít vào. Trên đời lại có võ công khó tin như vậy. Chính là tông sư ngẩn ngơ này, nhân vật cấp thái sơn bắt đầu được khen là thần thoại võ lâm đương đại giờ phút này trong lòng đều là sóng to gió lớn người chết đều có thể cứu sống như thế huyền kỳ võ học quả thực điên đảo tưởng tượng coi như hắn kiến thức uyên bác học nghiên thiên nhân cũng thật không ngờ võ học hội thần kỳ đến loại tình trạng này thật muốn xuống núi đoạt hai quyển võ học tu tiên này về nghiên cứu giờ khắc này trương tam phong đều có chút sụp đổ không được bị bắt minh thần công cùng thần chiếu kinh nghịch thiên năng lực hấp dẫn tâm tình của hắn như vậy đều bị hấp dẫn có thể tưởng tượng giang hồ sẽ biến thành bộ dáng gì sư phụ đệ tử nguyện ý xuống núi bảo vệ giang hồ an bình diệt trường nhân tố không ổn định trong giang hồ tống viễn kiều hiên ngang lẫm liệt đứng ra giang hồ sắp đại loạn làm đệ tử võ lâm thần thoại trương tam phong sao có thể ngồi yên không để ý tới năm đó cửu âm chân kinh của hoàng thường xuất thế, giang hồ đại loạn, dẫn đến chém giết. Cuối cùng tuyệt đỉnh cao thủ vương trùng dương ra tay, lực áp quần hùng, đem cửu âm chân kinh mang đi, lúc này mới làm cho giang hồ vết chóc bình ổn lại. Giờ phút này, Tống Viễn Kiều cũng muốn noi theo một làn sóng, chấm dứt giang hồ phân tranh. Trương Tam Phong hài lòng gật đầu. Tống Viễn Kiều đệ tử này vẫn là rất tốt, có tinh thần trọng nghĩa biết bắc minh thần công cùng thần chiếu kinh đặt ở trên giang hồ sẽ chỉ khiến cho chết chóc liên tiếp hai bản võ học tu tiên bị thế nhân biết cửu châu gió nổi mây phun các cái danh sơn đại xuyên môn phiệt thế gia đều có lưng đeo đao kiếm đệ tử vào giờ phút này xuống núi đại môn phái sáu phòng hài hòa cũng không vây công quan minh đỉnh nữa một đám không xuất thế lão quái vật bắt đầu đi ra ẩn cư chi địa ở trong giang hồ hành tẩu Hoàng Dược Sư mang theo Trình Anh rời khỏi đào hoa đảo. Phong Thanh Dương lặng lẽ xuống phái hoa sơn. Ninh Đạo Kỳ đã lâu không rời núi, ở trong hoàng triều đại đường Kinh Hồng nhất hiện. Toàn lực lục soát tung tích của thần Chiếu Kinh, Bắc minh thần công mặc kệ trước. Hộ Long Sơn Trang, Chu Bất chấp chờ xuất phát, đang khẩn cấp điều động đại mật thám tứ, phòng hài hòa. Tố tâm, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Chu Bất chấp quyết tâm đối với thần Chiếu Kinh, không thể thấp hơn doanh chính bởi vì hắn muốn cứu sống người mình yêu nhất tố tâm thậm chí hắn được thần chiếu kinh quyết tâm so với doanh chính còn mãnh liệt hơn thiên hương đậu khấu không có manh mối thần chiếu kinh là hy vọng mới nhất của hắn cùng bắc minh thần công lúc hắn chỉ là phân phó thủ hạ mật thám đi tìm bất đồng lần này thần chiếu kinh hắn trực tiếp tự mình xuất thủ thiên địa huyền hoàng bốn cái số một mật thám thậm chí hắn đều muốn toàn bộ mang đi, đem hết toàn lực tìm tới thần chiếu kinh. Vừa nghĩ tới mấy chục năm qua, tối tâm đều ngủ say trong quan tài lạnh lẽo, hắn liền đau lòng đến không chịu nổi. TS Cầu hoa tươi, vé tháng, phiếu đánh giá, bình luận khen thưởng. Quyển sách bị phải đổi, mọi người nhận rõ tên sách Võ Hiệp Video. Bắt đầu kiểm kê 10, phòng hài hòa, đại tu tiên võ học.